Chào mừng các cô chú anh chị và các bạn đã đến với cơ sở làm rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Hôm nay là phiên ngày 18 tháng 11 năm 2018, cũng là ngày cuối tuần. Em xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Số điện thoại thường liên hệ của cơ sở em là 0393998895. Địa chỉ cơ sở em ở số nhà 143 đường Ích Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần thì em cập đến một số mặt hàng. Em xin điểm qua và báo giá từng loại mặt hàng ạ. Trước hết là kiều tím ạ. Kiều tím hôm nay về một lô kiều tím thì rất là đẹp các bác nhé. Lá cực kỳ dày, lá xanh mướt luôn đấy ạ. Hôm nay hầu như là độc hàng dè, khóm rất là to, hàng dè rất là to luôn đấy ạ. Cây cao tầm 60-80cm đấy ạ. Cây cực kỳ khỏe mà rất là đẹp luôn, thân tơ rất là mập đấy ạ. Hôm nay những hàng dè này em xin bán theo cái giá hàng cân nhé. Hôm nay em xin bán 270.000 một cân kiều tím ạ. Hoa kiều tím thì cực kỳ đẹp. Hôm nay hầu như đập hàng dè với hàng khóm rất là to luôn. Em xin bán theo giá hàng cân 270.000 một cân các bác nhé. Mặt hàng cập bến tiếp theo là long tu đá. Long tu đá tím ạ. Mùa này thì long tu đá đã xuống hết lá rồi, để đợi Tết ra hoa các bác nhé. Long tu đá tím thì lở hoa vào dịp Tết. Mùa này thì các dòng này nó xuống lá để đợi ra hoa cắt ngọn hết rồi ạ. Hoa cực kỳ đẹp. Hôm nay em xin bán là 240.000 một cân long tu đá tím các bác nhé. Còn đây là hoàng thảo trúc ngọc ạ. Hoàng thảo trúc ngọc em xin bán 270.000 một cân ạ. Đây, cây nào cũng đã sưng hết mắt nụ rồi đấy ạ. Sưng hết mắt nụ rồi. Cây thì đã xuống lá như thế này rồi. Em xin bán 270.000 một cân ạ. Còn đây là hoàng thảo trúc mảnh ạ. Hoàng thảo trúc mảnh thì hôm nay em xin bán là 350.000 một cân thôi nhé. Đây là thân rất là khỏe đây. Một cân của hoàng thảo trúc mảnh thì cũng rất là nhiều. Các bác trồng lửa cân cũng là được thành quả rất là to luôn rồi. Hôm nay em bán xin bán giá ưu đãi 300.000 một cân thôi nhé các bác nhé. Một ngày cuối tuần thì em xin bán giá ưu đãi 300.000 một cân ạ. Hoa trúc mảnh thì rất là đẹp mà cực kỳ thơm luôn đấy. Còn đây là đùi gà dẹt các bác nhé. Đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt hôm nay đấy cũng rất là đẹp. Hôm nay em xin bán 200.000 một cân. Cuối tuần em xin bán giảm giá ưu đãi cho các bác ạ. Còn ngày cuối tuần em xin bán là 200.000 một cân hoàng thảo đùi gà dẹt các bác nhé. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì hôm nay em xin bán theo giá hàng giống ạ. 150.000 một cân thôi nhé các bác nhé. Đây ạ. Hôm nay thì nó cũng chỉ vụn vụn như này tí các bác, thì mất công ghép thôi nhưng vẫn khỏe. Nên thân tơ đấy vẫn khỏe rất là đẹp, nhưng mà nó chỉ vụn vụn nó không thành khóm to. Nên hôm nay em bán theo giá hàng giống 150.000 một cân các bác nhé. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc hôm nay em xin bán 150.000 một cân các bác nhé. Hoàng phi hạc hôm nay thân tơ rất là mập đấy. Thân tơ mập thì là ra hoa rất là đẹp, rất là mập luôn. Thân tơ cực kỳ đẹp. 150.000 một cân. Còn đây là phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng em xin bán 150.000 một cân phi điệp vàng. Còn đây là hoàng thảo bôi tua. Hoàng thảo bôi tua em xin bán là 100.000 một cân hoàng thảo bôi tua các bác nhé. Còn đây là hoàng nạp ạ. Hoàng nạp hôm nay em cũng xin bán giảm giá 120.000 một cân thôi nhé các bác nhé. 120.000 một cân này. Đây cũng có cây thì còn lá cũng rất là đẹp. Có cây thì nó đã xuống lá rồi nhưng không vấn đề gì các bác nhé. 120.000 một cân hoàng nạp ạ. Đây là em có một khóm hoàng nạp rất là to khỏe này. Bác nào lấy cả một dề này thì rất là to khỏe. Một dề này là bác nào lấy thì em tính theo giá hàng cân thôi nhé các bác nhé. 120.000 một cân ạ. Còn em có mật dề hoàng nạp rất là to khủng đấy, rất là nhiều thân tơ đấy ạ. Hoa hoàng nạp thì rất là đẹp mà này, rất là nâu tàn ạ. Cái dề này rất là to khủng luôn, thì em xin bán 450.000 ạ.
Mà bác trồng cả một dề như thế này thì rất là to khỏe, rất là đẹp luôn. Nào ra hoa thì sum xê thì trông cực kỳ đẹp luôn. Các bác để ý xem thân rất là đẹp mà lá cực kỳ xanh mướt luôn. Đây em còn một ít long tu hàng giống thì cho các bác để trồng làm giống nhé. Thực ra là hôm nay chỉ bán để cho các bác để trồng làm giống sang năm thôi. Em xin bán 150.000 một cân. Chỗ này em có tầm 2 cân thôi. 150.000 một cân. Còn đây là chuỗi ngọc ạ. Cũng chuỗi ngọc làm giống các bác nhé. 150.000 một cân chuỗi ngọc làm giống ạ. Còn đây em còn ít hoàng thảo vôi làm giống ạ. Em xin bán 200.000 để mai em về lô mới nhé các bác nhé. 200.000 ạ. Cái này thì các bác trồng để làm giống sang năm. Đây cũng có thân tơ, nó vẫn ra hoa nhưng mà cây nó nhỏ thôi. Các bác về làm giống một cân của nó cũng được rất là nhiều. Đây thân tơ của nó vẫn ra hoa bình thường, nhưng có điều là cây nó ngắn, phải các bác làm giống thôi nhé các bác nhé. 200.000 một cân hoàng thảo vôi ạ. Đây em còn một ít u lồi làm giống này. Đây. Ít u lồi làm giống này. Em xin bán là 250.000 một cân u lồi làm giống thôi ạ. Em chỗ này em chỉ còn tầm cân thôi. Còn đây là hoàng nạp ạ. Hoàng nạp hôm nay em cũng xin bán là 120.000 một cân. Giá cuối tuần cực kỳ ưu đãi cho các bác nhé. Còn đây là quế trắng tháng 8 ạ. Đây, quế trắng tháng 8 thì có một anh ấy hẹn để lại để đến thứ bảy đến đấy, nhưng mà không đến đấy thì thôi em bỏ ra em bán. Đây rất là rụt rịt, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây các bác thấy rất là rụt rịt đẹp luôn đấy. Đây. Đây em để lại nhưng mà anh ấy không mua. Thế đến chắc là anh ấy nhỡ bận việc gì thì là em bỏ ra em bán. Chỗ này cũng có tầm cân thôi ạ. Đây rất rụt rịt là đẹp đấy ạ. Hôm nay thì em bán 600.000 một cân thôi nhé các bác nhé. Vì để đến hôm nay là nó cũng hơi heo héo một tí vì nó khô nước mà. Hôm nay em bán 600.000 một cân chỗ này ạ. Còn đây là em còn một ít cái hàng để làm giống các bác nhé. Quế trắng tháng 8 làm giống thôi. Em hôm nay em xin bán 450.000 một cân. Chỗ này em chỉ còn tầm 2 cân thôi ạ. 450.000 một cân các bác nhé. Còn đây em còn ít kiều vuông làm giống thôi. Em chỗ này chỉ còn tầm 1 cân thôi ạ. 200.000 một cân các bác nhé. Đây ạ. Đây, thân tơ của nó rất là mộc. Đây có cây này thì lá vẫn còn. Có cây này thì nó xuống lá rồi. Các bác trồng để sang năm lên những cái mắt ngủ ở dưới này nhé các bác nhé. Đây em bán theo giá hàng giống 200.000 một cân. Kiểu vuông ạ. Đây ở đây em có mấy chầm rồng đỏ. Rồng đỏ thì là em xin bán là hình này này, hình 3 850.000 ạ. Gồm một thân ngọn rất là cao luôn. Ngọn cao tầm 2 4 6 cũng phải 70 cm ạ. Đây em có một ngọn rất là mập, rất là cao. Rất là mập, to hơn bằng ngón, to hơn ngón bằng ngón tay em luôn đấy ạ. To, rất là to mập. Và hai ngọn vừa và một ngọn con. Đây, đây cả gia đình luôn đây. 850.000 các bác nhé. Đây em gọi hình này là hình 3 đấy ạ. Còn hình này là hình 4 ạ. Hình 4 em xin bán là 700.000 các bác nhé. Đây gồm 4 ngọn. 4 ngọn thì là 3 ngọn. 3 ngọn cũng tương đối cao. 2, 4, 6. 3 ngọn thì là 2 ngọn dài 60 cm. Còn 1 ngọn thì cao tầm 40-50 cm. Và 1 ngọn thì ngắn hơn tầm 20 cm. Em xin bán là hình 4 700.000 các bác nhé. Hình 4 là 700.000 đây ạ. Còn đây là hình 5 ạ. Hình 5 em xin bán là 1.200.000. Đây là hình 5 1.200.000 các bác nhé. Gồm 2 4 5 ngọn ạ. 5 ngọn tương đối đều ạ. Đây các bác đến muộn. 5 ngọn. À hình 5 1.200.000. Gồm 5 ngọn tương đối đều mà rất là mập đẹp nha các bác nhé. Đây chậu của chầm rồng đỏ đấy ạ. Còn hình này ạ. Hình này là hình 6 ạ. Hình 6 ạ. Còn đây là hình 6 ạ. Hình 6 thì em xin bán là 800.000 ạ.
800.000 các bác nhé. Đây còn là hình hình 11, là hình 11 thì 950.000, gồm 4 gọn. Gồm 4 gọn tương đối đều nhau ạ. 4 gọn rất là mập, tương đối đều. Đây ta xuống đá để các bác nhé. Em xin bán là 950.000. Một chậu là cũng rất là to mọi người. 4 gọn rất là đều mập luôn. Cũng cao tầm 2, 4, 6, 6, 70cm đấy ạ. Đây em có hai giò hình 10 của Long Tư Xuân ạ. 10 của Long Tư Xuân hàng thuần các bác nhé. 1.100.000 ạ. Đây cũng đang xuống đá để tết ra hoa đây ạ. Cái này là hàng trụ tròn. Khi các bác trồng thì xuống đá ra hoa thì thành chậu hình tròn như này cũng rất là xinh. 1.100.000. Còn đây ạ, còn đây thì là một hình 2, 1 triệu các bác nhé. Hình 2, 1 triệu ạ. Hình 2, 1 triệu thôi ạ. Đây, thân tơ rất là dài, đã xuống đá rồi ạ. Còn đây em có một, còn một ít kiếm bạch ngọc ạ. Em xin bán, hôm nay em bán 300.000 một cân thôi nhé các bác nhé. Bán giá ưu đãi cuối tuần cho các bác về trồng ngày cuối tuần cho nó được vui vẻ. 300.000 một cân. Còn đây là kiếm hồng, em cũng xin bán 300.000 một cân các bác nhé. Còn đây là thanh đạm sữa, em xin bán 80.000 một cân các bác nhé. Ngoài ra cơ sở em còn bán giá vật tư dành cho lan ạ. À, như Hùng Nguyễn này, L3M này. Rồi này, bên này là tích kỳ đỏ này, tích kỳ xanh này, đỏ, duy xanh này, rồi các vật tư dành cho lan. Ngoài ra cơ sở em còn bán cả phân dê, rêu rừng, túi lưới. Phân dê đã qua xử lý rồi và túi lưới vỏ thông 20.000 một cân, túi lưới 20.000 một lạng ạ. Và còn em bán cả những cái trụ dớn đấy, trụ dớn rất là to, rất là khủng luôn. Các bác trồng đai châu hoặc là cái gì các bác ghép vào thành chậu trụ như này cũng rất là đẹp này. Cái trụ này em xin bán là 350.000 một trụ, rất là to luôn. 350.000 các bác nhé. Dài tầm 2, 4, 6, 8, 10, cũng dài tầm 1 mét đấy ạ. Mà đường kính của nó thì cũng khá to, đường kính cũng tầm 20 mi hơn đấy ạ. Các bác ở gần hoặc là xe ô tô thì vận chuyển gửi xe cũng hợp lý hơn ạ. Còn xa thì chắc các bác thì không lấy được cái này vì tiền cước của nó rất là cao luôn đấy. Và còn đây em có mấy hình trúc đen ạ. Trúc đen, em gọi hình này là hình 5-200.000 các bác nhé. Hình 5-200.000 ạ. Cây cũng khá cao, tầm 70-80cm đấy ạ. Còn hình này là hình 6 ạ. Em xin bán 250.000 các bác nhé. Hình này thì cây nó ngắn hơn, nhưng mà đây thân tơ của nó cũng rất là nhiều thân tơ. Đây thân tơ đây, các bác để ý thân tơ đây ạ. 250.000 ạ. Các bác được một chậu thoải mái đẹp rồi ạ. Còn hình này là hình 7 ạ, 250.000. Thì cây này thì khá cao, cao tầm 1 mét đấy ạ. Khá cao. Đây các bác để ý hộ em thân tơ này, rất là mập này, cũng khá nhiều thân tơ này. Hình 7 ạ, 250.000 các bác nhé. Còn đây là hình 8 ạ, cũng 250.000, cũng thân tơ đấy. Thân tơ rất là mập luôn. Hoa trúc đen thì cực kỳ đẹp và rất là thơm ạ. 250.000 ạ. Còn hình này là hình 9 nhá. Hình 9 em cũng xin bán 250.000. Hình nào cũng rất là nhiều thân tơ ạ. Các bác để ý hộ em thân tơ rất là mập, rất là đẹp luôn này. Còn hình này là hình 10 ạ, hình 10 300.000 các bác nhé. Hình này thì cây nó to hơn một tí, bụi to hơn, 300.000 ạ. Đây em có mấy chậu đai châu Thái ạ. Đây mấy chậu đai châu Thái. Những cái chậu lớn như này em xin bán là 250.000 các bác nhé. Đây 250.000. Còn những cái chậu nhỏ hơn thì em xin bán 200.000 ạ. Đây em chỉ còn mấy chậu thôi ạ.
nhạn là không hư. Đây em có một dề hoàng thảo xoắn ạ. Cả một dề hoàng thảo xoắn nữa thế này. Đây những phần tơ cũng đã xuống lá rồi này. Hôm nay em bán 270.000 một cân. Hàng dề em bán theo giá hàng cân 270.000 một cân các bác nhé. Cái dề này thì chắc tầm hơn cân hay là 2 cân nữa. Trên đây là các mặt hàng cơ sở em hiện nay đang có. Em xin dừng clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác ạ. Em xin cảm ơn ạ.